đây ta làm cho nãy giờ quen rồi. Cá bỏ bớt lại đi. Chạy cái chắc đi, cái chắc vô hết rồi. Nói cứ để đi ông đậu đầu chạy, ông để mấy cái bự chống vô đi rồi. Chống cái cây. Cái đó gì, nhả chuối không? Nhả chuối để đi, chắc không không đi. Má để chuối bằng gạch nãy giờ. À, cây nhả chuối là để làm được nè. Không, cái chuối để đi. Để vậy đó. Nát lại đây coi. Vừa đâu? Mô. Vừa. Đó, chị để gì đi. Để gì, buộc rồi. Ờ, đó, đúng rồi. Đó là con này mình chiên viên. Bỏ vô coi. Chiên mấy nữa đi. Chồng để gạch này nè. Lấy nè, cho nó cắn đó, bắt vậy rồi, nó coi chừng cái cạnh của cái nắp nó có xuống nữa, cạnh này rồi, nắp cạnh này cạnh đó, rồi rắc trơn lên hết đi, bỏ nhát vào, rắc vào, rồi tính sao rồi, để mà bán ăn chán, tải mấy cái bạn kêu, ông mua đồ nó bỏ lên đây, gì cá, thịt cho, nhét vô đi nó còn dưới này. Vậy là trừ lại cái này 5kg nữ đúng không? 2kg đó. Gần nhiêu ký là? Gần 5kg nhau. Mình bỏ vô đây. Bỏ đẩy lên đây. Thả lên càng qua. Chỉ qua nửa ký sẽ ăn 2kg. Gần ông tháo ra bỏ luôn. Tháo được cũ bỏ vô. À, gần ra bỏ vô. Làm miếng là nhét được nữa cà cà. Ừ. Cái nắp nó vô. 21kg à. Cắn sát vô. Có không? Đó gì được luôn á. Được đó. Không nổi bỏ đâu mới về cá. Không cho đường nó vô rồi thì biết mấy cái gì cho nó sát gì. Mình sát thì là cái ngậm nó đúng vô. Nó còn cái lằn của cái. Nếu vậy là 22kg á, một ngày ép lắm là 22kg rồi. Rồi vậy lấy vậy cho mình chơm ra. Ông lấy rồi. Cá nó có không đủ ký cho ông mà lấy chơm chơm ông đồ 23 mà trong đây có 22 à. Lấy chơm chơm ra nhét đường vô. Đủ đường luôn á. Ngay sát đây mình để cũng được. Dập cho là rồi để nó chôm chôm cầm kền hơn đó, mô vậy không cái cải mô qua bớt ra đó chôm chôm đi em gần bể đi dễ đi để gần chín giữa nè cái gần hú mà bỏ bớt đi chôm lại cũng được bỏ đường giá đó thôi để cái gì đó để đường cái còn thiếu còn để cái vô đúng không đó là bỏ lại cái gì chúng ta đã thành lập được một loạt những tham gia của các thành viên đã tham dự thành công. Giảm thì nhẹ rồi không? Mô quá, mô quá. Thảm mô vẽ rồi nhìn nhẹ đi sao? Rừng lâu hơn lắm. Cái mà vẽ bữa nay em cần làm việc tham hai cái gì nữa? Không, cái này bữa tham hai. Không, trời nó không sao cả. Khỏi rồi mô rồi, không có để đi mô nữa. Nhẹ đi không? Rồi, để lên đi, 22 lên đi. Cứ để yếu quá, thiếu cái bánh keo nha. Đó, 21. Rồi 21 đi. Để lát nữa khi có gì thì nhét vô bình mình nhét. Rồi, khỏi bằng lại chưa ăn để về rồi đó. 21 ký đó. Rồi, chú ơi. 21 ký á. Rồi, cái cả mùa. Ừ, mấy cái ăn mùa. Kìa cái gì rồi. Đâu. Rồi, 21 ký đó chưa? Mùa nào lấy nó ra. Mô thì nó cắn miếng nè. Ràng lỡ được. Ràng ép nó vô được. Để lát cũng để gì nữa. Để đây đi hoài cho nó máy thành đâu mà. À cái này để mấy cái rau mỏng mỏng đây. Rồi để lát để rau ép. Mô hết rồi. Không rau ép được. Rau ép được. Nó có tàn thôi. Ép trên được nhưng mà dưới kia nó gạch hết tả đồ. Đó dập được tiếp cái ba ly nữa kìa. Đó. Đó tiếp cái ba ly. Rau mềm mà. Hai mấy cái này nhiêu? 23. Đè vô đi cho nó gạch rau à. Không Phan hả? Để tôi về tôi lấy miếng ít hả? Vô. Ừ, lấy mấy đít mới bỏ trong ba ly chứ. Ừ, cái này nữa bỏ túi sách vô đây. Mà bỏ không đó, nó ăn. Giờ nữa nhiều vậy. Đó này để trên luôn đi. Có nghĩa là có dư ký không? 50 gram. Đó, để 50 đi. Trừ bóp này còn 43. Còn cắn nữa hả? Cắn không? Không cắn. Để cái này không cắn sao? Đâu ạ? Để nó nứt. Mua đi nứt nữa hả? Được rồi đi mà. Nó nứt ra về tháo bớt mớ lá ra. Tháo là gì vậy? Tháo ra cái lá được cái lông á. Bỏ tàn lo, dính nữa. Thầu vậy á. Một lá hoài, còn lá trong. Lá là cành. Cành lá. Ha 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 ha
chịu. Chị em cũng chịu là mấy nặng nhỏ mình nhỏ 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 trời ơi, nãy giờ quay phim thì tầng gì quay phim qua đây gì giờ đi vô hết rồi.